Ê đi đi cắt bao kia. Ớ là một trái của hoa chín nữa bự dưới rồi đây đi. Cắt đi anh đây đi á. À, anh đi lấy anh vô lấy rổ đi. Hủ hoa ngon chưa nè. Trồng được nhiều củ hoa chưa đây ta? Nè, đã đi đi cắt hủ hoa mà mang tới cả cái gì? Cái này là cái thau á, nó không biết có nhiều hay không mà đựng cả thau luôn. Vâng đúng rồi, cắt đi để già của. Vâng. Không? Có anh Minh có cắt. Lá trời nè. Mà nó mau ra vậy đây đi. Để là đi càng cắt cái nó ra. Ăn non chứ cậu gì không ăn. Đó ở dưới thôi ra đi cắt cái dưới tay ra đi đó. Đó. Yes. Ở trên này nó là đây đi hai trái nè. Cái nè. Đấy. Vâng. Hình như giống là mình vẫn còn ở đây đi. Còn nhiều không? Vâng. Dạ trái đã để lại. Con coi nó còn nằm ở đâu không có nằm. Xí. Vâng. Đấy, con thấy chưa? Củ hoa nó nằm đi. Nước là lá. Lắc lắc thôi. Dạ. Nước này. Nè đã đi. Wow. Đầu nữa kìa. Đó. Ăn được lần nè. Wow. Đó. Mình có bầu mình nè. Cái này đang đi đây trái bầu bự nè. Sĩ kế làm giống đó. Trái này ăn được rồi. Wow, quả nó to chưa? Vâng. Còn ăn được đó, rồi. Chín đã đi để. Wow. Đó. Nó đâu ra hay vậy ta? Nhanh chưa? Đó. Cắt rồi nhá. Vâng, nó che mà đang đi không thấy. Đó cái trái mà được nó mới nó đang mà đi. Ừ. Thấy không? Cái trái này bự cá. Vỗ tay đi cắt. Đó. Đó bông nhẹ đó cắt. Nhanh chưa? Đó. Thu nhập nè. Năm vừa rồi chồng không có trái nào năm nay. Đó. Chít 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 chít. Anh á, mấy con ấy nó đi mướp không đã đi hả? Mướp á. Cái gì mướp? À mướp á, mấy con ong á. Đó, mướp ăn á, ong nó ra quá trời nè. Đã nhưng, là quá trời nè. Nhưng mà bầu nó lại không ấy. To chưa? Yeah. Mưa càng to nè. Ở trong nó đã đi. Đó, để vậy luôn nó đi ha, khỏi đụng nó đâu. Ở trong á, đây đi, nó thấy không? Đây nè. Đưa nó xuống không? Ô, quả này các em à. Quả này to quá nè, mà nó nằm trên này là không thấy luôn này. Đưa nó xuống cho nó tự nhiên. Quả nào cũng già đấy em ơi. Vậy hả? Vậy hả? Thái luôn đi. Vâng, hái luôn. Quả này không hái thì nó bị nó bị cớm, nó bị chậm, nó dùng mũi không? Ồ, nó chết chưa. Một trái này kìa. Đó, mình làm giống này. Đó. Đây có một trái này nữa nè. Em. Dạ. Quả này to quá nè. Đi. Chết rồi, cái này nó bị cà nè. Không sao đâu, không ạ. Làm giống này, giống không? Lê. Dạ. Đâu có làm giống bầu ta.